Sài Gòn Vlog xin chào quý chị và các bạn. Trước mặt của mình là tượng đài An Vương, An Dương Dương quen thuộc của anh chị. Mình đang ở ngã 6 Minh Mạng, là ngã 6 Chí Phương sau này của anh chị. Hiện nay là ngày 4 tháng 11, 2024. Sáng hôm nay thì em sẽ đi một vòng từ ngã 6 Nguyễn Chí Phương này. Mình sẽ qua Ngô Gia Tự, rồi mình về ngã 7 Lý Thái Tổ. Rồi mình sẽ qua Lê Hồng Phong, rồi mình sẽ vô lại cái khu Học Việt Hòa xưa của chị. Rồi bây giờ mình đang quẹo vô đường Ngô Gia Tự rồi quý anh chị. Trước năm 75 là Ngô Gia Tự là cái đường Minh Mạng nha quý anh chị, một trong những cái con đường mà lâu đời của Sài Gòn xưa. Thì đặc biệt ở đây là nó có những cái con đường xưa của Sài Gòn là thường thường là hai hàng cây á, hai hàng cây hai bên rất là cao, giống như những con đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Bính Khiêm, với lại đường Hùng Dương, có hàng cây rất là mát anh chị. Thì mình đi thẳng, hôm nay mình đi thẳng, mình sẽ về ngã 7 Lý Thái Tổ. Giờ là 9 giờ mấy sáng anh chị. Thời tiết cũng hôm nay khá là mát mẻ và trời khá là đẹp. Trước mặt của mình là ngã, cũng ngã 6, ngã 6 Hòa Hảo với lại Nguyễn Duy Dương. Đó, đó phía bên nhà trái là Hòa Hảo đúng không chị, bệnh viện Hòa Hảo đó. Mình sẽ đi thẳng đúng không chị. Thì hôm nay em quay bằng cái cam, mình đổi góc, em đổi góc siêu rộng nên quay có một số hình ảnh mới lạ cho chị em xem. Trời hôm nay rất là đẹp đúng không chị. Thì cái đường Lý Thái Tổ này, cái đường Ngô Gia Tự này chủ yếu là người ta, cái mặt hàng mà buôn bán nhiều nhất là cái hàng trang trí nội thất đúng không chị, bàn ghế vô giá, cũng chứ là mua ở đây, ra đây mua thì bàn ghế rất là nhiều, nhưng mà giá cả thì mình phải biết đúng không chị. Đó, hai bên đó, bây giờ 9 giờ người ta chưa có mở nhiều. Đây là ngã tư Vĩnh Viễn của chị, Vĩnh Viễn Ngô Gia Tự. Sáng nói chung thời tiết đường Sài Gòn khá là đẹp. Giờ là 9 giờ mấy thì nó cũng xe thì cũng vắng, thì giờ người ta vô làm hết rồi anh chị. Mình đi mình ngắm cảnh, quay số hình ảnh cho quý chị, chia sẻ với anh chị. Ngân hàng với lại đó, nội toàn là nội thất không, bàn ghế đủ hết hai bên, chân ga gối nệm. Thì mình sẽ một hồi mình sẽ đi quẹo Lê Hồng Phong với anh chị. Mình về cái khu Học Kỳ Hòa xưa lúc gì. Đây là ngã tư Trần Nhân Tông, Ngô Gia Tự. Bên kia là bà Hạc nè không chị. Bên trái mình đó là bà Hạc đó không chị. Rồi, thì mình tới được cái vòng xoay ngã 7 à. Ngã 7 Lý Thái Tổ à. Vậy cái ngã 7 này lúc nào cũng đông xe hết. Lúc nào cũng kẹt xe, buổi chiều kẹt xe ghê lắm chị. Đây cái phía bên phải em á, nếu mình qua là Lê Hồng Phong đúng không chị. Còn phía bên kia cái xăng là đường Lý Thái Tổ. Thì để Lý Thái Tổ thì cái con đường mà nổi tiếng chứ có cái nhà hàng Sinh Đôi đó. Giờ không còn nữa. Đang kiếm đường về qua bên Lê Hồng Phong mà phía bên về bán 2. Cái từ bán 2 Lê Hồng Phong. Cũng hơi đông xe chút xíu. Đây là cái chung cái ngã 7 lớn mà. Đây mình quay về Lê Hồng Phong cũng gì. Ở đây mỗi con đường nó có những đặc trưng riêng, cũng có mặt hàng khác nhau cũng gì. Khúc này là như thấy bé bán điện thoại này. Điện thoại ở đây điện thoại rất là nhiều. Điện thoại với mấy là cái mấy cái phụ kiện điện thoại, trà nữa, trà cà phê. Còn phía bên Hồng Phong, một phía bên gần quận 5 là nhà xe, tiên là chành xe không. Có cái tháp, bảo tháp mình trước đó là gì, đang muốn tự của chị, bảo tháp mới xây đó, bảo tháp đó chị. Khúc này là bán điện thoại không đó. Rồi cái xe đi xíu. Nói chung chùa chiền ở Việt Nam này thì thời này thì cũng vắng người Việt hơn trước của chị. Thì cái sự kiện mấy bữa nay là có ông sư Minh Tuệ đúng không chị, nên chùa nó cũng hơi vắng, thất thu hơn trước.
mà nhận nói chung người ta cũng có đi, buổi tối cũng đông, cũng hơi đông so với trước thì vắng hơn. Thì cái sự kiện có sư Minh Tuệ thì làm cho người ta cũng lật lại cái lịch sử của Phật giáo, người ta coi lại cái cách Phật Thích Ca đó, nên bây giờ người ta cũng đặt nhiều dấu hỏi. Thì đó là cái thông tin em tìm hiểu thôi, còn cái chuyện mình đi sâu vô thì mình không biết, không rành. Bảo tháp, tháp đẹp quá, nhiều người bây giờ nó nói xây chùa lớn để làm cái gì mình cũng không biết rồi không nói chuyện đó nữa, mình cũng không rành cái chuyện đó, tại em không phải là bên Phật giáo không biết. Rồi mình đi thẳng nha quý vị, là còn mình thẳng mình vô cái khu Học Kỳ Hòa xưa. Chứ Học Kỳ Hòa xưa nhỏ tí, nó có cái dòng quay lớn thật lớn, nhưng thời nhỏ mới vô được một lần. Bây giờ cái dòng xoay đó nó cũng tháo dỡ rồi, bây giờ chỉ còn bên Đồng Sen thôi. Học Kỳ Hòa bây giờ như là cho thuê làm nhà hàng tiệc cưới với lại chỗ để xe, chứ không phải như công viên vui chơi như trước. Những năm trước, năm chín mấy thì em nhớ nó có bắn pháo bông nữa đó. Tết nhất rồi bắn pháo bông nữa. Khu này thì bây giờ nhà hàng, khách sạn rất là nhiều. Đặc biệt là nhà hàng là nướng nhiều lắm chị. Sau cái đợt thổi cồn thì nó cũng vắng hơn lúc trước, khách cũng vắng hơn lúc trước, nhưng mà vẫn còn, chắc người ta cũng còn buôn bán được, kinh doanh được. Nói thấy hai bên là toàn nhà hàng không anh chị. Việt Nam, Sài Gòn, Việt Nam, Sài Gòn đặc biệt bây giờ giống như là cuộc chiến về cà phê của chị. Cái góc đẹp là thường mới quán cà phê mới có cái thương hiệu người ta thuê hết trơn. Đó, rất là nhiều. Mấy góc đẹp là thấy mấy cái quán mấy thương hiệu cho hết trơn. Một ly uống thì cũng là phải rẻ đâu chị, một ly cà phê cũng 45-50 ngàn so với thu nhập chung ở người dân Việt Nam, mà thì ở chung cũng uống, có người uống được thì cũng phải thu nhập cũng ổn định thôi, còn mình lâu lâu mà vô uống thôi, chứ kêu sáng nào cũng vô làm ly cà phê 45 ngàn thì cũng hơi mệt. 45 ngàn thì chúng gọi là $2, $2 so với nước ngoài thì rẻ. Đầu giờ người ta làm tới 20 mấy đồng rồi, còn $2 ở Việt Nam thì nói chung là bằng chắc cũng phải 4 tiếng làm, 2 tiếng chứ, 2 tiếng làm, 2 tiếng làm để uống ly cà phê quá căng. Nếu đi thẳng thì mình vô khu vực Hòa Hưng nhiều anh chị, cũng lâu quá lắm mà chưa có vô khu vực này. Rồi chạy một vòng ở trong khu Hòa Hưng cho chị xem luôn. Này là cái hẻm chắc 133 quá, 133 Hòa Hưng. Mình sẽ quẹo phải đây nha quý chị. Nếu mình đi thẳng Hòa Hưng này thì mình về cách mạng tháng 8 nha quý chị. Sẽ đi vòng qua cách mạng tháng 8. Số hàng quán cũng còn bán, 9 giờ mấy rồi mọi người cũng còn bán buổi sáng bưởi đó. Giờ này khúc này nó cũng hơi vắng vắng tại vì giờ làm của tao chị đi sáng rồi, chứ khoảng giờ chiều ở đây đông lắm, đông xe cộ chị, ít quá xanh lan can. Hòa Hưng thì có những con hẻm rất là lớn à, xe hơi đi đâu được à. Hẻm rất là lớn.
rồi, phía trước của mình là đường Cách mạng 8 của chị, là đường Lê Quang Diệt khi xưa đúng không chị? Trước đường 15 thì tên là Lê Quang Diệt đúng không chị? Rồi mình sẽ quẹo phải đúng không chị? Hướng này nếu mình đi thẳng thì mình ra được công trường dân chủ đúng không chị? Cái đoạn đường Cách mạng 8 thì từ phía công viên chở ra ngoài Bãi Hiền thì mình thấy đang làm ha. Khúc này mình chưa thấy. Khúc này chỉ có cái chỗ mà dòng xe dân chủ, có những cái tiệm cái chỗ mà cái đường, những cái tiệm mà cái chỗ gần dòng xe thấy cũng đang đập vô á. Còn hai bên đường khúc đường đang đi thì chưa thấy làm hết. Chắc có lẽ nó sẽ mở rộng hết luôn. Thì cái đường cái đoạn 8 này mốt dòng xe rất là rộng. Rồi để em kiếm cái hẻm, có cái hẻm, có cái hẻm sau Trương Lan Anh nè, có cái hẻm bự lắm, để em mình sẽ quẹo vô đó. Quẹo cho mẹ nha quý chị. Đây Trương Lan Anh bên phải của quý chị đó. Nãy giờ đi em qua đường rồi, bây giờ vô cái hẻm coi sao. Có hẻm đây nè, có cái hẻm bự lắm. Rồi, quẹo đây nha quý chị. Quẹo phải đây. Hẻm 283 Cách mạng 8. Ở đây biết đi thông ở đâu ta? Để em chạy thẳng thử coi sao. Trước mặt là cái chung cư Hà Đô. Hà Đô là xây cái chỗ này rất là lớn. Tụt vô cũng không rẻ, 5 tỷ căn chung cư, quá ghê. Thôi mình đi tiếp đi, còn cái hẻm mình đi tiếp. Khu phố vẫn còn là hẻm 285 Cách mạng 8. Rồi tới Cao Thắng rồi. Thế để mà Cao Thắng đi đường nào ta? Đi đường này đi. Chạy theo thử cái anh trai đó sao. Ở đây chắc thông qua Cao Thắng đúng rồi. Trước của mình là ngã tư Cao Thắng với Hoàng Duy Khai giống chị. Thì thôi video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý chị đã sáng cùng em đi một vòng vào khu vực này. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị.